với cân nặng hiện tại của em thì em có thể đào thải được khoảng bao nhiêu cân mỡ ạ? Bác sĩ đã nhận được cái chỉ số của mình sau khi cân đo giảm được 20 cân. Trước hết là em cảm thấy như thế nào? Trước hết em cảm thấy cơ thể mình rất là nhẹ nhõm luôn ạ. Và cảm thấy rất là khỏe so với cái số cân nặng trước đây của em. Đi bộ này, hoặc là đi tập thể dục, leo cầu thang ấy, nó cũng khó khăn hơn người khác mà mình đi cái thời gian nó lâu hơn ấy, nên là công việc làm nó cũng chậm chạp hơn. Có bị bệnh xương khớp, với lại có một chút huyết áp cao đấy ạ. Sáng ngủ dậy cũng rất là hay mệt mỏi. Sau khoảng 3 đến 5 ngày thì em thấy đào thải rất là rõ rệt luôn ạ. Nó mùi nó rất là hôi luôn. Và nó màu nó vàng, nó rất là đen luôn ấy ạ. Mình nói chung là mình nặng cân quá thì chồng cũng không thích. Và cũng không có nghĩa là dành quan tâm nhiều lắm cho mình. Đàn ông mà nào thích phụ nữ đẹp hơn. Chồng em làm thường xuyên về nhà nhiều hơn, vì ăn cơm với vợ con nhiều hơn. Nghĩa là chồng em bảo là giảm cân như này, đẹp như này, quần áo sau này là anh mua hết. Một vị trí ngồi, hai số phận. Một con người, hai thần thái. Khách hàng Nguyễn Thị Thúy chỉ vài tháng trước đây còn đang sống cùng 99kg mỡ thừa và các bệnh lý do mỡ thừa gây ra. Sức khỏe và tinh thần đều suy giảm. Nhưng chỉ sau 2/3 liệu trình, Thúy đã giảm tới 20kg và mọi diễn tiến cuộc sống đều chuyển biến tích cực. Kết thúc liệu trình, Thúy giảm xuất sắc tới 25kg, hạ từ 4 đến 5 size đồ và thành công đưa mọi chỉ số sức khỏe trở về ngưỡng an toàn. Tất cả đều nhờ liệu pháp giảm béo trúng đích, đồng bằng phát lót booster, không dao kéo, không phẫu thuật, không ăn kiêng kham khổ, muôn kiểu giảm mỡ không bằng một lần tới Đông Bang, mỡ vàng rồi tới mỡ đen đua nhau đào thải âm, sụt liền mấy size đồ. Inbox ngay vì giải pháp có sẵn trong tầm tay, lại được tặng tới 50% chi phí chỉ trong tháng này. Inbox ngay!